Đây là bộ outfit giúp gu thời trang của nàng trở nên trẻ trung chỉ trong nháy mắt. Chuyên mục khách tuổi cùng Mega Fashion với bộ outfit thu đông cực xinh này ạ. Em áo nỉ xốp siêu nhẹ đã ai từng không thể thiếu vào mùa lạnh. Tông màu đen basic mang lại cho nàng vẻ ngoài cá tính và sành điệu. Áo phông rộng mặc rất thoải mái, bo gấu nhẹ trẻ trung. Điểm nhấn là phần họa tiết chữ được dập nổi cực kỳ xịn sò và độc đáo. Mix với mỗi em quần short ngắn màu nâu tây, form chữ A khỏe khoắn và năng động. Mặt thắt lưng kim loại mà vàng sáng bóng là điểm nhấn. Đây là chiếc quần short quốc dân cực kỳ trendy và thời trang, khách sáng cực đỉnh mà nàng nào cũng nên có một chiếc trong tủ đồ đó nha. Áo chất nỉ xốp mềm mại và ấm áp, không sủ lông sau khi giặt và sau thời gian sử dụng. Quần short mặt nhung mềm mịn, mặc rất thoải mái dễ chịu, có may lát lụa bên trong đảm bảo sự thoải mái khi mặc. Thích thêm với một đôi boot màu đen, một chiếc túi nâu xinh xắn để sẵn sàng cho vẻ ngoài thật hiện đại và sành điệu nha. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mốc thiết kế thời trang mới nhất nha.